cái sai thường gặp có thể như sau: quả đầu tay, và bạn có thể dồn toàn bộ số tiền của bạn có, thậm chí bạn đi vay mượn thêm để bạn vào một quả này được ăn cả gì nhá, đúng không? Tôi ví dụ, giả sử tôi có tầm nhìn là tôi sẽ xây khoảng 1.000 phòng cho thuê. Đầu tiên trước khi xây 1.000 phòng cho thuê, tôi hiểu đây là quả đầu tay. Vì thế quả đầu tiên tôi làm rất nhẹ nhàng, xây thử 10 phòng cho thuê. Nếu mình hiểu bài học này không ạ? Khái niệm đầu tiên, cái sai đầu tiên thường hay gặp, nó tên là quả đầu tay. Rồi, nên mình ghi đi ạ, quả đầu tay. Quả đầu tay tức là gì nhỉ? Chưa từng làm cái việc đó bao giờ. Tôi ví dụ kinh nghiệm thực tế, trước tôi có đi mua một cái mảnh đất, trước khi mà tôi trước đấy tôi làm một số công việc kinh doanh rồi, khi mà tôi đi mua mảnh đất thì không may cho tôi là cái mảnh này nó bị tranh chấp và tôi mất trắng 600 triệu đồng. Đấy là thương vụ đầu tiên. Thương vụ thứ hai tôi mất hơn 1 tỷ đồng. Thì khi mà bạn bước vào kinh doanh ấy, với những người kể cả đã làm kinh doanh từ rất lâu năm rồi, ví dụ tôi có một anh học viên làm về xây dựng, thế thì anh này doanh thu một năm khoảng 600 tỷ một năm, chuyên về thi công cầu đường. Bây giờ anh này làm một cái dự án đường và đổi với lại một cái tỉnh lấy về 30 hectare đất, nó gọi là gì nhỉ, nước mình rồi đổi đất với hạ tầng. Thế thì cái việc mà anh ấy triển khai 30 hectare làm bất động sản đấy, là cái việc làm cái dự án bất động sản đấy, là cái việc mà chưa bao giờ như này. Mặc dù đấy có phải một doanh nghiệp thành công ạ, năm nào cũng kiếm được tiền đấy, năm nào lên. Thì với những cái quả đầu tay như thế, người ta phải xác định tinh thần như này: quả đầu tay nguy cơ rủi ro là rất cao, mình chưa từng làm cái việc đấy bao giờ. Còn với những bạn khởi nghiệp thì hầu hết đều là quả gì nhá, đầu của hai quả đầu tay, chưa từng làm cái việc đấy bao giờ. Ok, nếu mình giơ cái tay trái này, hai tay người bên cạnh của nó là quả đầu tay. Bao nhiêu bạn ở đây là đã từng mất tiền rồi và đấy là quả đầu tay không? Vâng, giơ tay. Ok, chưa từng làm cái việc đó bao giờ. Điều ấy không có nghĩa là bạn không nên làm những quả đầu tay, bạn vẫn làm, nhưng bạn phải tính toán và tính toán rất kỹ, dự phòng các cái phương án, chuẩn bị sẵn sàng các phương án rủi ro. Nhưng cái sai thường gặp có thể như sau: quả đầu tay, và bạn có thể dồn toàn bộ số tiền của bạn có, thậm chí bạn đi vay mượn thêm để bạn vào một quả này được ăn cả gì nhá, đúng không? Tôi ví dụ, giả sử tôi có tầm nhìn là tôi sẽ xây khoảng 1.000 phòng cho thuê. Đầu tiên trước khi xây 1.000 phòng cho thuê, tôi hiểu đây là quả đầu tay. Vì thế quả đầu tiên tôi làm rất nhẹ nhàng, xây thử 10 phòng cho thuê. Nếu mình hiểu bài học này không ạ? Ok, tôi có thể có một tầm nhìn rất xa, nhưng tôi khởi động hết sức nhẹ nhàng. Sau khi khởi động hết sức nhẹ nhàng, tôi đã tìm ra cái nguyên lý và quy trình rồi, bắt đầu tôi mới tăng tốc ở giai đoạn sau. Và cái sai thực gặp là có thể ngay từ đầu quả đầu tiên bạn nhảy vào, bạn đã làm rất hoành tráng. Ok, mình đưa cánh tay trái, hai tay bên cạnh nó là quả đầu tay, nguy cơ mất tiền rất cao. Rồi, sai lầm thứ hai thường gặp như sau: nhảy vào phát làm lớn luôn, nhảy vào cái làm lớn luôn. Thế nào làm lớn? Nhiều bạn bảo là không anh ạ, phải nghĩ lớn. Đồng ý không ạ? Donald Trump bảo rồi, phải nghĩ lớn. Đồng ý là bạn phải nghĩ lớn nhỉ? Rất đồng ý là bạn phải nghĩ lớn. Nhưng hãy bắt đầu gì nhỉ? Nhỏ thôi, cái sai thường gặp có thể như sau này. Ví dụ bạn có, ví dụ tôi ví dụ cho, giả sử bạn có 10 đồng, thậm chí là có 10 đồng, thế thì bạn nhảy vào cuộc mắt lập tức bạn có thể đã tiêu gần hết cái số tiền mình có rồi. Nhảy vào cái bạn làm văn phòng hoành tráng luôn. Ví dụ một người mở một quán cà phê, họ cũng nhảy vào, họ làm hoành tráng luôn vài ba tỷ đồng, trước đó họ chưa từng làm cái kinh doanh cà phê bao giờ. Tôi ví dụ cho mình một cái câu chuyện của cái anh này, anh ấy tên là anh Phan Sĩ Minh. Thế thì đồng sáng lập cái thương hiệu sữa bao bì. Sữa bao bì ở đây bao nhiêu bạn biết sữa bao bì? À rồi, ok.
anh đồng sáng lập với một người nữa, sáng lập với công ty IDP này, và bắt đầu khởi sự từ năm 2005 đến năm, tức là anh Minh là một cái người rất hay sang chia sẻ cho những lớp học của tôi. Thì từ 2005 đến năm 2014 là 9 năm để phát triển một doanh nghiệp, doanh thu 2014 khoảng 80 triệu đô một năm. Thế thì tháng 12 năm 2014 thì bên này họ bán 70% công ty đi và thu về một cái khoản tiền là 45 triệu đô, ok không ạ, các mình ạ? Khá ok đúng không? Mọi người ngồi học ở dưới, mọi người đều hỏi anh em nắm nào mà lại có thể làm kinh doanh lớn như thế được? Bởi vì có phải ai cũng làm được kinh doanh lớn như thế đâu. Lớp mình có đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Ok. Thế anh ấy bảo là thực ra thì nó như này, tức là chúng tôi cũng phải bắt đầu làm từ nhỏ cho đến lớn, chứ không phải ai nhảy vào người ta cũng làm lớn được ngay. Ban đầu tôi cũng đi làm khoảng 20 năm ở hai cái công ty sữa, tôi cũng chỉ làm quản lý cho bên đấy thôi. Sau đấy khi mà ra, chúng tôi quyết định ra, chúng tôi làm cái nhà xưởng, thì bắt đầu chúng tôi không có tiền, chúng tôi làm cái xưởng nhỏ, chúng tôi phải đi vay mượn thêm tiền. Và mọi công việc kinh doanh nó đều cần phải bắt đầu từ nhỏ cho đến lớn. Nên mình dừng cái này chẳng, hai thang người cạnh mà nói là từ nhỏ đến lớn. Cái sai là thường nhảy vào làm gì nhỉ? Làm lớn ngay. Ok, nên mình dừng cái này chẳng, hai thang người cạnh mà nói là nghĩ lớn khởi sự nhỏ. Rồi, số 3, xem lần số 3, với một số bạn cái này thì rất đúng cho những bạn mà khởi nghiệp hoặc làm doanh nghiệp. Bỏ cuộc quá sớm. Rồi, ví dụ, tôi có một bạn, người quen, bạn này bạn ấy mở một quán phở. Bỏ cuộc quá sớm, giống như anh này, anh ở dưới này, anh ấy đào gần đến cái mỏ kim cương rồi. Xong bắt đầu anh ấy chán quá, anh ấy lại bỏ về. Cái ông ở trên ấy, ông ấy cũng chưa chắc đào đến đâu. Rồi, tôi ví dụ cho mình, cho dễ hình dung. Tôi có một cái người bạn, người quen. Thế thì người này mở một quán phở, đầu tư số tiền là 300 triệu đồng để đầu tư mở một quán phở. Hôm đầu tiên khai trương, quán phở ăn rất ngon. Tức là rất đông người đấy. Rất đông người, bao nhiêu bạn đã từng khai trương hôm đầu tiên thường rất đông người dưới tay. Vâng. Thường hôm đầu không nói nên điều gì cả. Nó mình đồng ý không ạ? Bởi vì thường là toàn anh em bạn bè người quen đến ủng hộ thôi. Người này, tuy nhiên là mọi người ăn ấy, quán phở mọi người bảo là phở không ngon. Và mọi người bảo là không ngon em ạ. Nói chung là không ngon. Một là nước dùng, nước thì nhiều mà thịt thì ít. Cái thứ hai là giá nó cũng không rẻ. Thế thì bạn bảo không phải, công thức của em là công thức kinh doanh là tuyệt đỉnh rồi. Em cũng phải đi học khắp mọi nơi, chứ không phải tự nhiên mà em nghĩ ra được cái công thức này. Đấy, không lắng nghe cái phản hồi từ phía khách hàng là một trong những cái hay gặp nhất của các chủ doanh nghiệp. Không chịu lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía khách hàng. Nên bạn cần phải học cái cách nói chuyện với gì nhỉ? Khách hàng, lắng nghe cái ý kiến phản hồi của họ. Ok, đâu mình dừng cái này chán. Hai tay người cạnh họ nói lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng. Rồi, thế thì hai tháng trôi qua, tóm lại là không có khách nào anh cả. Thế bạn cứ bảo với tôi là anh ạ, chết rồi, không ổn rồi, thôi tình hình có khi như này. Em làm thêm một tháng nữa cho nó tròn 3 tháng. Thế rồi chắc là có khi là em đóng cửa tôi ở đây, hình như là nó không có khách. Mà hình như dân ở đây nó không có tiền. Rồi. Thế và bạn ấy đóng cửa, chuyển nhượng, lỗ mất mấy trăm triệu. Câu hỏi nhé, cái này ở bên ngoài gặp nhiều không ạ? Quá nhiều. Thông thường chúng ta vào cuộc trong vòng khoảng 3 tháng, 6 tháng mình cảm thấy là không kiếm được tiền ngay là mình đã nhanh chóng đi tìm đường cứu nước mới rồi. Đồng ý không ạ? Thế đáng nhẽ phải như thế nào?
Những cái người mà kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm, họ thường là như này: tôi bước vào cuộc, có thể 6 tháng trôi qua chưa có khách hàng, nhưng tôi sẽ xem xét điều chỉnh rút kinh nghiệm. Tôi có thể theo đuổi công việc kinh doanh này 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm. Quay trở lại cái câu chuyện vừa nãy, mọi người cứ hỏi cái anh Minh này này, anh cho em hỏi là anh làm bao nhiêu năm rồi? Em Minh bảo là tôi cũng làm khoảng hơn 30 năm rồi. Thế mọi người bảo là hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm thì anh không có một cái việc gì khác à? Không biết làm gì khác ngoài sữa à? Biết làm mỗi sữa rồi. Anh bảo đúng không? Biết làm mỗi sữa. Chả biết làm cái gì. Hơn 30 năm liền. Thì đấy thường là những cái câu trả lời của người thành công ấy. Tức là cái lợi ích là như này: bây giờ bạn gặp bất kỳ một ai đã thành công rồi, đã kiếm được tiền rồi, bạn hỏi là anh, cho em hỏi anh đã làm được bao nhiêu năm cái kinh nghiệm kinh doanh này. Câu trả lời nó thường là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm. Chứ ít có cái câu trả lời nó bảo anh vừa mới làm tháng trước. Trừ khi là người đấy rất dày dặn kinh nghiệm kinh doanh ở cái việc này rồi, sau đó họ dịch chuyển sang một cái lĩnh vực thứ hai và họ thức kiếm được tiền luôn. Nhưng tôi đang nói về số năm kinh nghiệm kinh doanh. Ví dụ một số bạn ở đây, bạn cứ thử đi, gặp bất kỳ một người thành công nào đang kiếm được tiền, bạn hỏi họ: anh cho em hỏi anh làm kinh doanh được bao năm? Ok, nó mình giơ cánh tay trái và vỗ vai người bên cạnh nói là: anh làm được bao lâu rồi? Ví dụ như cái ngành dạy học của tôi, một số cái ông ở trên thế giới ông ấy kiếm được khoảng tầm 500 triệu đô hoặc là 200 triệu đô, thì ông ấy làm nó hơn 3 thập kỷ thôi, tức là có hơn 30 năm thôi. Thế thì để cho mình thấy là này, thực ra cái bài học đấy rất đơn giản, là bạn cần phải làm đủ lâu để tránh đi những cái sai lầm, tránh đi những cái sai lầm, và đủ giỏi để mà mình tối ưu hóa lợi nhuận, đủ lâu để mọi người, người ta biết đến mình. Hôm nay người ta biết đến bạn, chưa chắc người ta đã mua đâu. Đồng ý không ạ? Có rất là nhiều người khởi sự kinh doanh, xong bắt đầu làm được 6 tháng nghỉ, xong bắt đầu vài ngày sau bạn bè hỏi: thế mình còn làm kinh doanh không? Còn làm cái việc đấy không? Thế bạn nói: không, nghỉ rồi, em nghỉ rồi. Em nghỉ đâu rồi? Chuyển quán mới thôi. Cái này hay gặp không ạ? Ok, cho mình giơ cánh tay phải. Vâng, hai pha người bên cạnh mà nói là: bạn làm được bao lâu không? Bài học đấy quan trọng là mình rất quan trọng với những người làm kinh doanh. Vẫn trong cái ngành đấy, luôn có những người kiếm được tiền. Sau một thời gian thì bạn này bắt đầu lạm dụng cái việc vay tiền. Tức là mình rất hay đi vay tiền để kinh doanh. Vay 200, vay 500, vay 1 tỷ. Rồi đến vay 2 tỷ đồng. Lãi suất toàn bằng lãi suất cầm đồ thôi. Đấy. Thế thì sau đó là không trả được nữa, nợ nần quá nhiều. Thế sau khi mà nợ quá nhiều như thế, bây giờ mình phải làm sao này? Mình không trả được, bây giờ mình phải làm sao? Theo đó mình